xin thân ái kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Lý Tố Sài Gòn TV. Hôm nay mình đi lại được hân hạnh trò chuyện cùng với chuyên viên địa ốc Nghiêm Tú Lan, một chuyên viên địa ốc có trên 25 năm kinh nghiệm, rất là uy tín và tận tâm trong cộng đồng. Xin mời Nghiêm Tú Lan. Vâng, Nghiêm Tú Lan rất là hân hạnh được tái ngộ và kính chào toàn thể quý vị đang xem Đài Lý Tố Sài Gòn TV đêm nay, và thân ái chào cô Minh Đi. Chào Nghiêm Tú Lan. Nghiêm Tú Lan ơi, thì cũng là một cái câu hỏi rất là thời sự, đó là bây giờ tình hình địa ốc bây giờ như thế nào rồi? Vâng, thì trước khi trả lời Minh Đi Mỹ Dung, Minh Đi Mỹ Dung khỏe không? Khỏe chứ, ngồi đây là khỏe rồi đó. Vậy bạn bè chúng ta chỉ cần biết như vậy thôi ha. Thì thưa quý vị, thì tình hình địa ốc đó, quý vị nghĩ bây giờ là chúng ta là bắt đầu vào tháng 4, và tháng 4 vẫn còn là mùa xuân, phải không Minh Đi? Đúng rồi. Vâng, thì thưa quý vị, mùa xuân á, thì sau mấy tháng mà của mùa đông đã qua, và bây giờ bắt đầu vào mùa xuân thì thời tiết rất là đẹp, và rất nhiều mọi người đi qua nhà. Thì cũng cách đây khoảng tuần trước, Nghiêm Tú Lan Open House á, thì là rất đông các em trẻ từ 25 đến 35 tuổi đi qua nhà. Thì chứng tỏ là các em sau khi đã thành gia thất, lập gia đình, công ăn sự việc đã vững vàng, thì chúng ta cần phải có một mái ấm. Thì thay vì các em đi ở thuê, quý vị biết là bây giờ thuê một cái căn apartment mà hai phòng ngủ hay một phòng ngủ thôi đó quý vị, cũng là ngàn bảy ở cái vùng mà khá, Huntington Beach, Hoa Tầm Ba Lây, thì là cũng là ngàn sáu, ngàn bảy. Thành ra các em đi qua nhà rất là đông. Thì tuổi trẻ bây giờ rất là tài cao. Và mình đi hỏi Nghiêm Tú Lan là tình hình địa ốc, thì Nghiêm Tú Lan thay vì mắt thấy, tai trông và nghe, thì Nghiêm Tú Lan thấy là tình hình địa ốc tuy bây giờ là mùa xuân nhưng mà rất là nóng bỏng thưa quý vị. Bởi vì tháng 12 với tháng 1, tháng 2 thì lãi suất hơi lên, nhưng mà bây giờ lãi suất cũng hơi đang đi xuống đó quý vị. Vậy quý vị nào mà có điều kiện đó, đang mua kiếm nhà để mua đó, thì rất là tốt. Vì lãi suất bây giờ chỉ có khoảng 4 chấm thôi. Và thứ nhất như vậy, mà thứ hai nữa là bây giờ vấn đề là cái người đi coi nhà nó cũng ít hơn, nhưng mà thật sự là ít hơn. Nhưng mà Nghiêm Tú Lan thấy thì cái ngày mà đầu tiên tăng Open House thì cũng khoảng 3-4 chục gia đình đến coi, và hầu như là người Việt Nam chúng ta đi 80%, và giới trẻ Mỹ thì khoảng 20%. Thì đó là tình hình địa ốc. Thứ nhất là người ta đi coi nhà cũng vẫn đông, cái đó là một cái sự ngạc nhiên. Nghiêm Tú Lan nghĩ là tình hình hơi lắng động, nhưng mà thật sự không phải vậy. Và thứ hai, lãi suất cũng hơi xuống một chút đó Minh Đi. Thành ra là tình hình đâu rất là khá thưa quý vị. Minh Đi có câu hỏi gì nữa không? Có chứ. Minh Đi muốn hỏi Nghiêm Tú Lan là trong cái vấn đề mà mình mua bán địa ốc đó, mình có thật sự cần một cái người mà chuyên viên địa ốc thật là kinh nghiệm không? Mình có thật sự cần không? Thưa quý vị, mọi người nghĩ rằng thì là chuyên viên địa ốc đứng ra để mà ăn commission của quý vị, thật sự ra rất mang lại nhiều quyền lợi cho quý vị. Bây giờ vấn đề là Nghiêm Tú Lan nói về vấn đề bán nhà trước đi. Thì đây là một cái thí dụ mà Nghiêm Tú Lan, bản thân Nghiêm Tú Lan, thì khoảng đầu năm 2018 có một bà gọi Nghiêm Tú Lan để mà bán nhà. Thì trước đó là khoảng tháng 11-12 bà đăng lên báo Người Việt for sale by owner. Thì căn nhà bà muốn bán là bà list là 589 ngàn, và bà bán thì có một người khách mua. Thì thời điểm đó quý vị biết là cuối năm thì bao giờ tình hình địa ốc nó cũng hơi lắng một chút, nhất là tháng 11, tháng 12. Là khi đăng là khi bán là 589, và khi bảo khi chỉ muốn bán 570 thôi, thì gặp một cô khách hàng, cô cứ nghĩ là for sale owner, thì cô cứ dí bà ta là từ 550 rồi lên được 560. Và cuối cùng thì bà ta có người giới thiệu cho Nghiêm Tú Lan và gọi Nghiêm Tú Lan. Thì Nghiêm Tú Lan mang về cho bà nhiều hơn số đó. Căn nhà đã ở thành phố Stanton, và Nghiêm Tú Lan bỏ lên MLS. Quý vị biết là bỏ lên MLS là toàn nước Mỹ biết căn nhà của quý vị for sale. Và hơn nữa, người nào mà vô được Internet thì coi như là toàn thế giới đều thấy căn nhà đó. Ví dụ về Việt Nam, quý vị có thể thấy được căn nhà đó luôn. Thành ra là for sale by owner, quý vị chỉ trong một cái cộng đồng nhỏ của chúng ta, mà trên báo Người Việt online, thì đâu phải ai cũng đọc báo Người Việt đâu quý vị. Thành ra là quý vị biết, đưa cho agent, tuy là quý vị phải giả 4-5%, nhưng mà mang lại lợi nhuận rất là nhiều thưa quý vị. Đây là bằng chứng.
Thì Nghiêm Tú Lan list nhà đó cho bà, tại vì Nghiêm Tú Lan bảo chị bán như vậy rẻ, em chạy comp sale thì khu đó nó khoảng 620 đến 630. Nhưng mà chị bán nhà để qua Texas, bà mua về Texas thì em list 619 và Nghiêm Tú Lan list 619, thì có một ông agent, một văn phòng khác lại offer thì là mua là 617.000. Và từ cái bà chỉ muốn mang về 572 mà Nghiêm Tú Lan 617 mà trừ 4 chấm commission thì Nghiêm Tú Lan mang về cho bà là 592.225 đồng. Có nghĩa là nhiều hơn 22.225 đồng. Thứ nhất là bà safety không phải nhức đầu. Nghiêm Tú Lan order thơ mai, rồi Nghiêm Tú Lan làm mọi thứ cho bà từ A tới Z. Và hơn nữa Nghiêm Tú Lan có bảo hiểm cover 3 triệu. Nếu Nghiêm Tú Lan có làm một cái lỗi gì đó mà buyer nghĩ là Nghiêm Tú Lan không fair với họ mà về với lại seller thì Nghiêm Tú Lan có bảo hiểm để protect. Thành ra quý vị biết không? Quý vị tìm một chuyên viên địa ốc kinh nghiệm để mà protect quý vị trong mọi trường hợp. Tại vì cái luật nó bắt là mình phải mua bảo hiểm để mà cover những cái trường hợp mà bị sue. Và vấn đề thứ hai nữa đó quý vị là an toàn cho quý vị. Không sợ buyer sue. Thật sự nói là for sale buyer chúng ta chả cần gì cả. Nhưng mà người nghĩ là không phải giả commission nên cái người mua người ta cứ níu kéo rồi cuối cùng last minute em không mua nữa, nếu như chị muốn bán thì chị phải bớt em 10.000. Thành ra quý vị biết không, thiệt hại vô cùng. Nhờ quý vị yên tâm giao cho Nghiêm Tuấn Lan thì sự việc sẽ xong. Vâng, đó là người bán. Còn người khi người mua đó như mình đi thì người mua thế này, thưa quý vị. Thứ nhất đó là Nghiêm Tuấn Lan kinh nghiệm 25 năm mà nhất là ở trong cái vùng của Little Sài Gòn là Westminster, Fountain Valley, Huntington Beach, Gandro. Ngõ ngách nào cũng biết hết. Sorry, quý vị nói cho vui. Xó xỉnh ngõ ngách nào cũng biết hết. Nghĩa là hai mấy năm rồi thưa quý vị thì là ngõ ngách nào cũng biết hết. Và Nghiêm Tú Lan biết vùng nào có nhiều mễ và vùng nào người mễ hay bán xì ke. Buổi tối nó chạy rần rần. Rồi ăn trộm nó cậy nhà nó biết giờ quý vị đi nó cậy vô nó ăn trộm nó quý vị. Nghiêm Tú Lan có một người khách. Thì Nghiêm Tú Lan nhớ là cái thời gian đó là cũng đang vacation, ông nhờ người khác mua nhà. Ông mua căn nhà sao mà đi làm nó cậy cửa quý vị. Nó ở Santa Ana, nó ở vùng Santa Ana mà vùng nhiều mễ. Và khi mà muốn bán cũng bán không được. Thành ra quý vị biết không, một căn nhà đẹp mà ở cái location xấu thì vất đi. Đúng rồi. Một căn nhà xấu ở một cái location đẹp thì giá trị nhà quý vị lên. Thành ra là Nghiêm Tú Lan, khi mua nhà với Nghiêm Tú Lan sẽ bảo vệ quý vị tối đa. Biết là quý vị nhiều khi không muốn nhà đường đâm vào, Nghiêm Tú Lan cũng mention cho quý vị biết, em ơi đừng đâm vào, em ơi nhà quay lưng ra đằng sau, em có mua không? Thì người ta nói là người ta không care. Nhưng mà Nghiêm Tú Lan cái lương tâm đạo đức, mình mua nhà cho khách cũng như mua cho chính mình. Đúng Thành rồi. ra mình rất là kỹ vấn đề đó thưa quý vị. Đó là Nghiêm Tú Lan tâm sự cùng quý vị, nếu mà quý vị hiểu thì mà quý vị muốn kiếm nhà thì quý vị đừng ngần ngại gọi Gọi Nghiêm ngay Tú Nghiêm Lan Tú bốn bốn chín ba ba sáu hai năm hai, hay là quý vị muốn bán nhà cũng gọi Nghiêm Tú Lan 714-493-3652 quý vị nhé. Lan. Nghiêm Tú Lan muốn giới thiệu quý vị một số những listing của Nghiêm Tú Lan. Thứ nhất là 7 unit ở thành phố Gandro, là một căn là 3 ngủ 1 tắm và 3 unit là 2 ngủ 2 tắm. Và hai unit là một ngủ một tắm và một cái stereo. Thưa quý vị, đất rất là rộng, 10.000, 18.000 square feet quý vị. Và trên đó là có 7 unit và mới remodel năm 2006, rất là đẹp, thay cửa sổ mới và mái ngói. Giá là 1.750.000, đương cho thuê là 10.055 đồng một tháng quý vị. Cái cap rate của nó là 7% quý vị thấy không? Nếu mà quý vị để tiền nhà băng chỉ có 2 đến 3% mà thôi. Mà trong khi quý vị đầu tư vào nhà hàng năm nó lên nữa và cái cap rate của nó nữa là 7%. Và căn thứ hai nữa là 4 unit ở thành phố Tustin, một căn là 3 phòng ngủ 2 phòng tắm có fireplace, một hai căn là 2 ngủ 1 tắm và một căn là 1 ngủ 1 tắm mà đang cho thuê là 7.000 một tháng. Thưa quý vị, căn này có 4 xe gara và giá là 1.399.000. Nếu quý vị có nhu cầu xin gọi Nghiêm Tú Lan 714-493-3652 để được hướng dẫn coi căn nhà này quý vị nhé. Và một căn nhà ở thành phố Fountain Valley, căn nhà này single house rất là đẹp và đã được remodel. Thì cái bếp được remodel custom home, tất cả là appliance bằng stainless steel và
cabinet thì màu trắng, white cabinet, và cái countertop thì bằng ốp, rất là đẹp thưa quý vị, là 1923 square feet, cái lot là 7200, tường gạch chung quanh và tọa lạc ở thành phố Fountain Valley, góc đường Busa và đường Hai Ô, giá là 819 ngàn. Quý vị nào có thắc mắc mà muốn coi căn nhà này, xin gọi Nghiêm Túc Lan 714-493-3652, 714-493-3652 quý vị nhé. Nghiêm Túc Lan và Minh Đi xin kính chào quý vị, tạm biệt quý vị ở đây. Và kính chúc quý vị có một ngày lái xe thật là an toàn, về với người thân và có một bữa ăn tối thật ngon với gia đình. Và thân ái chào Minh Đi. Chào Nghiêm Túc Lan và quý vị nhớ nhé, qua số phone cho Nghiêm Túc Lan là 714-493-3652. Cảm ơn Mindy.